Con Đồng Tháp. Em tôi mà chọc nó hoài. Đó. Hai ba ha. Ờ không biết sao. Dạ ba tên gì? Ba tên Nguyễn Chí Tâm. Chú Tâm ơi, con không biết con giống chú chỗ nào mà con bé nói anh giống ba em lắm. Giống lắm, giống như cái nọng, giống như cái nọng. Vui hả? Không vui đúng không? Không vui nha. Không vui. Bây giờ đầu tiên sẽ là ai? Đầu tiên mà mình một không cái là thấy phải liền. Áp lực quá. Thôi em vẫn thôi xin cho giữa. Hai đi. Em vẫn xin giữa như lần trước. Ba đi, hai hoặc ba đi, chia lên đầu đi. Ok không? Ok. Hoài luôn. Thống nhất, thống nhất em. Giữa em, giữa em. Rồi, Ngân Khánh và... Dạ. Hai bạn đồng đội của em không ai chịu lên đầu cả. Vậy là Phúc à? Vậy thì là em thôi. Xin mời. Đẹp quá. Nay đẹp. Vâng anh. Nay mới đẹp được bữa nè. Ủa, như đó giờ xấu mà. Nay bữa lần nào anh gặp em cũng khen em đẹp. Vậy là anh Thảo Mai. Không, bữa nay đẹp thiệt. Bữa nay mắt cũng đẹp. Đó, tóc cũng đẹp. Tính xấu nha. Cái tính người ta khen mình thì cảm ơn. Là gì? Không, em tính là cho mọi người chiêm ngưỡng sau. Em không cảm ơn anh. Mọi người cũng có nhu cầu nha. Ủa, vậy thôi anh đừng khen em. Nè, đẹp nè. Tương tự với thời gian nè. Dạ đúng rồi, lúc em thích chị lắm luôn á. Cảm ơn em. Thôi chị cái. Chị đó. Ừ nhưng mà nhớ nhường chị nha. Em chưa kịp nói á. Em bớt thích chị rồi. Ai lên trước lên sau nè. Thôi anh thù xì đi cho nó công bằng ha. Dạ. 3, 2, 1 vô. Thắng quyết định. Quyết định cho chị sau nha. Dạ em mời chị. Cho chị sau. À, cho okay. Chị sau chị. Thưa quý vị, Buka rất nhiều lần lên ghế này và chưa bao giờ làm gia đình ngưỡng mộ. Có, anh gia đình chưa bao giờ tự hào, có chưa? Em lên tới câu số 9, số 8. Gia đình đã rất tự hào, cả Đồng Tháp đã vỗ tay hoan hô. Cả Đồng Tháp nha. Ghê vậy anh. Cả Đồng Tháp, người con của Đồng Tháp thưa quý vị. Con Đồng Tháp. Em tôi mà chọc nó hoài. Đó, hai ba ha. Ờ, không biết sao, dạ, ba tên gì? Ba tên Nguyễn Chí Tâm. Chú Tâm ơi, con không biết con giống chú chỗ nào mà con bé nói anh giống ba em lắm. Giống lắm, giống như cái nọng, giống như cái nọng. Thì không phải, cái này là cái hậu, cái này mặt phúc hậu mới có giống cái này nè. Hôm bữa em có đăng hình ba lên Facebook thì có nhiều người vô comment nói à chị Buka nói chú Giang giống ba chị Buka, bây giờ thấy giống thiệt. Mày hả? Dạ có người nói như vậy. Ê, không chừng có khi nào có khi nào không phải. Không phải đâu. Không phải đâu, không phải đâu. Thôi mình chơi đi, chơi đi. Đừng làm em sang chấn tâm lý quá. Rồi, 2 phút dành cho Buka, nhanh như chớp. Đây là cái kiểu câu đối chữ và cái kiểu thả thính trên mạng đó nha. À. Lời nói của anh luôn thuyết phục như thi đại học khối A, vì sao? Vì... luôn thuyết phục. Lời nói của anh luôn thuyết phục. Như thi đại học khối A. Như thi đại học khối A. Thi đại học khối A thì có toán lý hóa. Dễ mà. Thôi bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Trả lời đại đi. Ờ lộn ơi. Trả lời. Ờ trả lời đó. Đó, không chính xác. Vì sao nè? Vì sao? Lời nói của anh luôn thuyết phục như thi đại học khối A vì nó luôn có lý. Có lý. À. Có lý mà. Toán lý hóa. Có lý. Trời ơi. Vì nó có lý. Chú Tâm không vui nha. Thôi. Ba em cũng không biết câu này đâu. Thảo thầm thương trộm nhớ chàng doanh nhân. Hỏi anh ấy có để ý đến Thảo không? Đố vui nha. Thảo thầm thương trộm nhớ chàng doanh nhân. Hỏi anh ấy có gì? Để ý đến Thảo không? Có. Ừ? Có vì sao? Anh lắm. Hỏi có hay không thôi mà. Em trả lời có. Lên. Hợp lý, hợp lý. Lên. Nhưng mà biết giải thích không? Dạ không biết ạ. Vì doanh nhân luôn thương Thảo. Thương à, Thảo lần Thảo thương lượng. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, tôi hỏi đố vui hả? Hợp vui đúng không? Hợp vui nha. Cô gái nói người yêu của mình giống Eric, nhưng tại sao chàng trai đó lại buồn? Đối vui nha. Chắc là bài hát vậy. Đó bài hát. Đúng rồi. Tại bài vì hát. Anh thật sự ngu ngốc. Là vậy tại vì anh sai. Ca sĩ chắc chắn chính tới bài hát rồi đúng không? Vâng. Tới bài hát hoặc là tên bài hát. Bài hát nào đó. Đó. Anh không sai, chúng ta sai. Không. Ủa? Chính xác. Vì nghe Eric nè. Có tất cả nhưng thiếu em. À bài vậy á. Bài đó. Dễ mà. Không, em không biết bài này. Điện từ còn thiếu vào câu sau. Cọp chết để chấm chấm chấm. Người ta chết để chấm chấm chấm. Quá dễ. Cọp chết. Cọp chết để
người ta chết. Cọp chết để da, người ta chết để người... cọp chết để da người đúng, ta đúng phần đầu đúng rồi. Cọp chết để da, người ta chết để tiền. Không, người ta chết để cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Chưa, từ từ em phải mò, em đâu có biết câu này đâu. Sao em nói tiền rồi anh? Em chưa trả lời mà em có chốt câu không? Em là cọp chết để da, em đang mò. Khi nào mà em trả lời em đang cọp chết để da, người ta chết để tiền nha. Thôi, anh Giang đừng không phải. ghê thiệt mình phải học chiêu này. Dối chiêu này chúng tôi đã không chấp nhận đó. Em đang mò mà. Huyền đi thi nhưng không biết làm bài thì gọi là gì? Đối chữ. Huyền đi thi nhưng không biết làm bài thì gọi là đối chữ là cái chữ Huyền ghép với lên. Thái Trình biết đúng không? Càng đó, càng anh ơi khổ đấy. Đức hay gặp may mắn gọi là gì? Đức đối chữ nha. Đức hay gặp may mắn gọi là Đức Phúc lên. Thoát gì mà không ai muốn thoát? Thoát gì để điểm. Tôi không biết thoát gì để đẹp mà gì luôn. Ca sĩ nào thích búp bê nhất? Ca sĩ Thanh Thảo. Lên. Đúng rồi. Có ca sĩ Vũ Hà nữa anh. Búp bê chào mì áo. Ca sĩ nào chỉ thích đi xe hai bánh mà không phải xe máy? Thì chi xe đạp ơi đồ. Lên. Như vậy là Buka cũng giỏi rồi. Năm em liên tiếp chúc mừng. Là hay đấy. Năm câu có khi trả lời gì câu dễ à? Dễ. Anh cầm bộ đề thì anh thấy dễ. Không, cái này dễ mà thiệt mà. Thưa quý vị thân mến, Buka 5 đáp án liên tiếp. Chúng ta chờ đợi Ngân Khánh sẽ vượt qua bao nhiêu đáp án. Rất dễ nha, rất dễ. Dạ, câu hỏi dễ lắm. Dễ hả? Em lên được. Thiệt mà. Thiệt hả? Lên. Dạ. Sao em đẩy chị nhanh? Chị lên đi, chị trải nghiệm chứ. Thưa quý vị, như vậy là Ngân Khánh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu, đây là đố vui và thả thính nha. Lời nói của anh luôn thuyết phục như thi đại học khối A, vì sao? Lời nói của anh luôn thuyết phục như giống thi, như đại, thi học đại học khối A. Khối A. Vì? Khối A có môn gì chị? Bớt đi, chứ đừng có MC rồi. Có môn toán. Chứ đừng có MC rồi. Hồi nãy cũng nhắc Buka vậy đó. Đâu, nãy tôi tự đọc á. Toán hóa sinh hả? Không. Toán văn anh, no, khối A. Mình chưa có lên mà mình trả lời đại đi. Toán hóa anh, rồi xong. Rồi, không chính xác. Đáp án là vì nó luôn có lý. Là trong khối A có lý. Câu tiếp theo. Thảo thầm thương trộm nhớ chàng doanh nhân, hỏi anh ấy có để ý đến Thảo không? Đố vui. Đố vui nha, chị trả lời cho vui á. Thảo thầm thương trộm nhớ chàng doanh nhân, anh ấy có để ý đến Thảo hay không? Có. Chính xác. Nhưng mà cho hai đi hỏi là tại sao lại có? Thì đố vui mà, đố vui mà. À đố vui thôi, vui thôi. Trả lời là sao? Trả lời là vui liền. Đố vui. Trả lời vui thôi. Tại vì là doanh nhân luôn thương Thảo. Doanh nhân hay thương Thảo, doanh nhân là doanh nhân hay Thảo luôn. Buồn bán á. Trời ơi, trả lời đại vậy đó. Mà nó dễ. Dễ chỗ nào không biết. Em thông minh quá Buka. Em trả lời có như chị mà em ngang ngược em đòi lên đó chị, chứ em có biết giải thích đâu. Đúng rồi, y như vậy luôn. Rồi, lại câu đố vui nữa. Cô gái nói người yêu của mình giống Eric, nhưng tại sao chàng trai ấy lại buồn? Chị kể tất cả những bài của Eric ra. Chết rồi. Quan trọng em biết Eric là ai không đã? Chết rồi, em đi học lâu em không nhớ, em không có theo dõi về nhạc nhiều. Eric có bài có cái gì đó. Đó, nó đó. Có. Nó đó. Thôi cho qua đi. Không phải buộc trả lời, trả lời đáp án cái gì đó. Trả lời có. Bài hát của chị đi. Đáp án. Tại Eric có tóc. Có, rồi. Không chính xác. Ảo lao. Đáp án là gì? Có tất cả nhưng thiếu em. Hôm qua có hát bài này không? Không có nhớ được. Rồi câu tiếp theo. Điền từ còn thiếu vào câu sau. Cọp chết để chấm chấm chấm, người ta chết để chấm chấm chấm. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Chính xác. Câu dây mà trả lời không được. Rồi, đây là đố chữ. Huyền đi thi nhưng không biết làm bài thì gọi là gì? Lấy hết tất cả các chữ Huyền ghép lại gì đây? Tức là nghĩ mãi không ra đáp án. Chị ghép đi chị ghép tất cả các từ đi. Trả lời đại đến mới số 1 mà cứ suy nghĩ hoài. Huyền giấu.
Không. Huyền dấu luôn. Huyền dấu. Vậy trả lời nhanh chính xác. Đáp án là huyền bí. Huyền bí. Không, huyền bí này chính là nó có một cái từ khác, không huyền bí là một cái... Nói chung là sau này là đều là câu na ná như vậy hết đó nha. Đố chữ hết hả? Đúng rồi, đố chữ nha. Rồi, đức hay gặp may mắn gọi là gì? Đức hay gặp may mắn. Tên ca sĩ luôn đó. Đức Phúc. Chính xác. Đức thắng được không? Đức thắng mà. Đức thắng là anh Phúc chưa nào? Là mình thấy thắng là mình may mắn đó. Là anh Đức anh thấy thắng là anh may mắn. Tiếp tục chương trình đi ạ. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Thoát gì mà không ai muốn thoát? Thoát gì mà không ai muốn thoát? Thoát chết hả? Thoát không chết. Không ai muốn thoát chết. Sao lại không ai muốn thoát chết? Thoát chết. Không phải thoát chết. Không chính xác. Đáp án là thoát vì địa đệm. Thoát vì địa đệm. À thoát gì mà không ai muốn thoát. Mà thoát chết là sao ai cũng muốn thoát chứ. Lộn. Rồi câu tiếp theo. Ca sĩ nào thích búp bê nhất? Thanh Thảo. Chính xác. Cái đoạn này đúng không? Đoạn này của chị. Ca sĩ nào chỉ thích đi xe hai bánh mà không phải xe máy? Phương Thảo biết. Phương Thảo Ngọc Lễ. Xe đạp ơi. Ok. Chính xác. Chưa mới biết. Có khi biết. Có khi đúng hết. Ủa chị trả lời gì? Phương Thảo. Phương Thảo Ngọc Lễ. À Phương Thảo Ngọc Lễ. Rồi tiếp tục. Ca sĩ nào thích đi xe ba bánh? Ca sĩ nào thích đi xe ba bánh? Ca sĩ nào hát bài xe ba rác hả chị? Xe ba rác. Xe ba rác. Xe ba rác. Xích lô. Xích lô. Không biết. Hết thời gian. Mỹ Tâm, xích lô, xích lô. Rất tiếc. Như vậy là Ngân Khánh đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu.